combo 6 cuốn sách kỹ năng sống phù hợp cho các em học sinh. Bạn có biết rằng kỹ năng sống là một phần quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện? Những cuốn sách kỹ năng sống không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh rèn luyện tư duy, kỹ năng giao tiếp và khả năng tự lập. Sách gồm bộ 6 cuốn với 6 chủ đề. Mỗi cuốn sẽ là tổng hợp những mẫu chuyện mô phỏng lại tình huống giúp các em dễ hình dung. Với những nội dung sâu sắc cùng bài học rút ra được sau mỗi câu chuyện sẽ giúp các em nâng cao sự tự tin, tính tự lập, khả năng chịu đựng thất vọng, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, khả năng thực thi, năng lực tự bảo vệ bản thân, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Mua ngay tại Newshop.